Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tháp mò để giải mật thư. Thì khi các bạn đi cắm trại, ban tổ chức sẽ cho các bạn chơi trò chơi lớn. Các bạn sẽ trải qua nhiều trạm, trong đó có một cái trạm mà người trạm trưởng sẽ dùng còi thổi tít te và các bạn sẽ dùng giấy viết để mình dịch ra cái bản mật thư đó ha. Ok, đầu tiên các bạn sẽ vào Google, mình sẽ từ khóa là bản mò. Bản mọ ha. Mọ là tên một doanh nhân đã viết ra cái những cái ký tự tít te này để sử dụng cho các tàu trên biển trao đổi tín hiệu với nhau ha. Mình sẽ vào tab hình ảnh, sau đó mình sẽ tìm cái tháp, đây là cái tháp mọ này ha. Đó, nó có những cái màu sắc để phân biệt tít te. Đó, chữ tít là e ha, tít là y, tít s và tít là chữ H ha. Te là T, te là chữ M, te là chữ O, te là chữ CH ha. Rồi, và đi theo chiều ngang thì có tít te là chữ A, tít te là chữ W và tít te là chữ Z ha. Và đi theo chiều ngang bên phải thì có te tít là chữ N, te tít là chữ D và te tít là chữ P ha. Và các bạn sẽ kết hợp các ký tự te tít te này với nhau để mình dịch ra 24 chữ cái này ha. Tít te tít là chữ R, tít te tít là chữ L, tít te tít là chữ B phở, tít te tít là chữ F và tít te là chữ V. Rồi, bên phải thì có te là chữ K, te tít là chữ C và te tít te là chữ Y, te tít te là chữ X ha. Và te tít te là chữ Q và te tít tít là chữ Z ha. Ok. Đó. Rồi, mình sẽ sử dụng Word để mình biểu diễn một số ký tự bằng mọt để các bạn dễ hiểu hơn ha. Ví dụ mình sẽ dịch cái chữ tủ sách vàng ha. Đây là cái kênh YouTube của mình. Các bạn nào chưa subscribe thì mình hãy subscribe kênh YouTube của mình đây ha. Ok. Rồi, mình sẽ dịch cái từ tủ sách vàng này bằng những cái ký tự mò để các bạn dễ hiểu hơn ha. Chữ T là te nè. Đó. Chữ U là, mình sẽ nhìn đây ha, chữ U đây, tít te. Và cái dấu hỏi là chữ R ha. Các bạn nào sử dụng Tablet thì mình rất là quen với những cái dấu trong tiếng Việt. Thì ở đây mình, cái bản mọt này sẽ sử dụng Tablet giống như trong Unicode mà mình gõ tiếng Việt. Ok, đó, chữ R nghĩa là tít te tít. Rồi, tiếp theo chữ S là tít. Chữ A là tít te. Chữ CH là 4 chữ te. Te. Rồi. Tiếp tục đến chữ dấu sắc ở chữ S. Chữ S là tít. Rồi, tiếp tục chữ V. Chữ V là tít te. Chữ A là tít te. Chữ N là te tít. Chữ G là te tít. Và dấu quyền là chữ F. Chữ F là tít te tít.
Ok, đó. Các bạn có thể dịch cái tủ sách vàng này thành những cái ký tự như vậy ha. Ok, và mình sẽ đọc lại. Te tích tích te tích te tích 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 te 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 tích 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 te tích te te tích te te tích 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 te tích. Ok rồi, vậy là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thích thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.